Già làng Bùi Văn Xuyên, thôn Giàng Bí, xã Hòa Bắc luôn trăn trở làm thế nào để không chỉ bảo tồn nói lý, hát lý mà còn truyền dạy cho thế hệ trẻ cách đánh cồng chiêng và các nhạc cụ của người Cơ Tu khi mà thế hệ như ông không còn mấy người. Những năm gần đây, ông bắt đầu truyền dạy lại một số nhạc cụ cho con em trong làng. Việc quan tâm truyền dạy và duy trì các đội cồng chiêng là cơ sở để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa độc đáo này. Là về là cồng chiêng hoặc bon nó tự kinh là giống như thành là lễ hội của Cơ Tu, là nếu cả vai chắc là coi như là các phải là các cái nhà là lễ hội các đủ là đồ sử dụng của chức trong là bảo tồn á, từ là đời Noah nơi là mạo bướp là truyền lại là con đi nắc canh là hai cái tu á, phải về sáu năm của ăn thì bơn cái non phải về đồ bì chắc đồ giúp là ca ta có cam nên ta tung dây dạ bỏ bòn toàn chinh bùi bè tung dây dạ là đắc là bơn hai là cá van cá bộ rơ cá rơ là đau ở bùi để là giữ gìn và bảo tồn. Thì hiện nay cũng đối với là cán bộ của những chính thôn già làng trưởng bản cũng đang ngồi họp để mà vận động tuyên truyền là lớp trẻ giữ gìn bản sắc văn hóa của người đồng bào Cơ Tu. Còn đối với các già làng trưởng bản thì cũng khuyến khích cũng vận động là các cụ tạo điều kiện để cho cái lớp trẻ học hỏi, ví dụ như là mình có thể là lồng ghép vô các buổi họp của thôn để mà tuyên truyền, rồi vận động, rồi hướng dẫn cho con em được học tập để mà giữ gìn tốt cái bản sắc văn hóa của người đồng bào Cơ Tu. Với đồng bào Cơ Tu thì điệu múa tung tung gia giá chính là niềm tự hào. Trong các lễ hội văn hóa mừng lúa mới, dựng nhà gươi thì không thể thiếu điệu múa tung tung gia giá. Không ai khác mà chính người dân bản địa đã mang sản phẩm đặc trưng của mình để giới thiệu đến du khách gần xa trong những dịp lễ hội. Theo tiếng Cơ Tu thì tung tung là điệu múa của đàn ông, có nghĩa là vươn lên cao, sôi động, mạnh mẽ hơn và vững chãi hơn nữa. Còn gia giá là điệu múa của phụ nữ, đó là thẳng hàng, nhịp đều, mang khát vọng của ý nghĩa tâm linh là đón đợi, ơn đất nghĩa trời, trung thành với người, thương trên nhường dưới, nâng đỡ kẻ yếu. Múa tung tung gia giá là một trong những nghệ thuật không thể thiếu được trong sinh hoạt tinh thần của người Cơ Tu, phản ánh cuộc sống lao động và sự đấu tranh sinh tồn giữa con người với thiên nhiên, thể hiện giấc mơ của người Cơ Tu về cuộc sống thanh bình, ấm no, hạnh phúc. Đối với người Cơ Tu, cồng chiêng hay nhà gươi đều là tài sản vô giá. Theo quan niệm của người Cơ Tu, đây là nơi có sự hiện diện của các thần linh và tổ tiên, ông bà người Cơ Tu. Ngôi nhà cũng là kết quả của cả cộng đồng do mọi người cùng nhau xây dựng lên. Các tượng tròn, hoa văn trang trí, phù điêu, tranh vẽ hay nghệ thuật kiến trúc, phong tục tập quán lâu đời gắn kết với nhà gươi cùng tạo nên giá trị của ngôi nhà chung của bản làng. Ở đó, người ta thấy rõ tài năng các nghệ nhân dân gian và những giá trị văn hóa đa chiều của người Cơ Tu. Về Hòa Bắc vào một ngày giữa tháng 12, chúng tôi cảm nhận không khí trong lành và sự bình yên, đặc biệt nơi đây có một sức sống mới. Hòa Bắc giờ nhộn nhịp hơn. Nhiều người dân thành phố và cả du khách các nơi tìm đến đây. Hấp
dẫn không chỉ là vẻ đẹp núi rừng mà còn là văn hóa đồng bào Cơ Tu, nhất là khi người dân bản địa đã biết làm du lịch. Ở đó còn là khát vọng làm kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa đầy bản sắc của người trẻ Cơ Tu. Đi đầu là anh Đinh Văn Như, bí thư chi bộ thôn Giàng Bí, đã mạnh dạn mở mô hình homestay ở xã miền núi. Đây chỉ là một trong những trái ngọt mà chính quyền, cộng đồng Cơ Tu thu được trong suốt chặng đường dài khôi phục, bảo tồn văn hóa Cơ Tu. Là một người con đồng bào Cơ Tu, bản thân tôi rất là coi trọng cái văn hóa đồng bào Cơ Tu của chúng tôi, có từ lâu đời từ ông cha để lại. Những năm trở lại đây, dưới sự tác động của kinh tế xã hội, của thị trường, tôi rất trăn trở rằng thì nó sợ mai mọc. Thì những năm trở gần lại đây thì được lãnh đạo thành phố, đến huyện, đến xã quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ cho bà con từ cái khâu tập huấn và cách làm du lịch. Thì đến năm 2019 được huyện hỗ trợ cho vay vốn, thì tôi đã hình thành cái điểm du lịch homestay. Trong tôi đã thành lập là 7 nhóm gồm các nhóm dịch thổ cẩm, nhóm đan lát, nhóm ẩm thực, nhóm cộng chiên, rồi nhóm thích kinh trừng và nhóm thiết minh viên, nhóm hắc lý. Đây là những nhóm này là phát được hình thành từ cái cộng đồng dân cư. Là người con của đồng bào Cơ Tu, anh Đinh Văn Như đã chọn gắn bó với quê hương. Nhìn du khách lui tới quê hương mình ngày càng nhiều, các nét văn hóa mới xa lạ cứ thế lấn át và làm mai một những nét văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Vì vậy, anh Như tập hợp 45 người thành lập một tổ hợp tác du lịch cộng đồng và được chính quyền tại xã ủng hộ. Tổ hợp tác đã tổ chức các tour trải nghiệm trong ngày để đón khách du lịch. Các tour này sẽ đưa hoạt động du lịch tại địa bàn đi vào đề nếp, bài bản, quản lý được điểm đến của du khách, từ bảo vệ môi trường và giảm được các rủi ro tiềm ẩn cho du khách. Ngoài ra, tour trải nghiệm còn đưa du khách khám phá các nét văn hóa truyền thống của người Cơ Tu, các món ăn dân dã của núi rừng Hòa Bắc. Tổ hợp tác dần dần khôi phục các nghề truyền thống, vừa để giữ gìn văn hóa, vừa để tạo thêm thu nhập cho đồng bào Cơ Tu. Từ một cái người dân mà vùng núi xa thành phố thì được tiếp cận với khách từ cái ngại ngùng, đó, sợ hãi đến tiếp xúc lần là bà con rất phấn khởi. Bà con rất là lạ lẫm, không nghĩ rằng là các khách đến đây là muốn chiêm ngưỡng và nghe những cái điệu hát, nghe những cái điệu múa của cồng chiêng và xem những cái trải nghiệm dịch. Đó, rất là thích thú, mà từ đó là người dân giao thoa với khách. Đó. Thông qua như vậy thì là người dân bán được cái sản phẩm của mình. Đó, một cái hay. Tôi thấy đặc biệt rất là hay. Đó. Thì qua cái như vậy thì người dân mới nâng cao ý thức rằng mình cần phải bảo tồn, phải giữ cái văn hóa của mình. Đó, phải được bền vững và phát huy những cái hay, cái tốt, cái đẹp. Đó, để phục vụ cho khách xem. Cũng như nhiều chị em khác, chị Đinh Thị Tin được địa phương tập huấn, cầm tay chỉ việc, khôi phục lại nghề dệt thổ cẩm, tạo công ăn việc làm. Kết quả rõ nhất là giờ đây, nghề dệt thổ cẩm mang lại cho chị thu nhập đáng kể. Chị có thể bán vải, may quần áo, khố, mũ nón để bán cho du khách làm quà lưu niệm. Đây là ta nhà gì chị, đồng nó có mòn, nó còn. À, nè, nắng lao mà nô nơi ta có tay là lời đọc về đảng nhà nước vua gì tên ở đây. Vì tụ tên mà lại đoàn mai mọc để gì đông con cho cháu gì lì ta có hỏi nùa giờ đâu có gì cho em tàn đại gì tàn gì chế là đông con đông có mòn đông nó cho cháu chung trước nhất nữa là bán lại du lịch để về du lịch gì bán để chắc tiền chắc tên trà bây giờ bây giờ. Đặc sắc trong cách dệt của người Cơ Tu là khi dệt, người phụ nữ sẽ xe những hạt cơm tạo thành những hoa văn, họa tiết ngay trên tấm vải. Tùy vào trí tưởng tượng và tài hoa của mỗi người sẽ tạo nên những hoa văn, họa tiết khác nhau. Để hoàn thiện phải mất nhiều thời gian, đôi khi dệt một tấm áo phải mất nhiều tháng. Tuy khó khăn vất vả là vậy, nhưng những người bà, người mẹ vẫn truyền lửa lại cho con cháu mình để người sau không quên đi cội nguồn dân tộc.
Những hình ảnh người trẻ miệt mài bên khung cưỡi từng là giấc mơ của nhiều người cơ tu lớn tuổi ở Hòa Bắc, Hòa Phú. Thế nhưng, bằng sự trăn trở và quyết tâm bảo tồn văn hóa cộng đồng cơ tu, giấc mơ ấy đã dần trở thành hiện thực. Thai nghén nhiều năm, giờ này có thể nói văn hóa bản địa đồng bào cơ tu đã hồi sinh và phô ra với bạn bè thập phương thông qua thực hiện đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Hòa Vang. Các điệu hát lý, các bài đánh cồng chiêng, điệu múa tôm tung gia giá dần được đánh thức. Những nghề truyền thống cũng đã và đang hồi sinh mạnh mẽ khi người địa phương đã và đang bắt tay làm du lịch. Hòa Vang sau khi xây dựng cái đề án cũng tập trung rất là nhiều cái công việc, trong đó là việc bảo tồn các lễ hội văn hóa thì được triển khai tổ chức luân phiên hàng năm giữa các thôn. Hòa Vang luôn luôn hướng về cái hoạt động giao lưu với các huyện như Đông Giang, Tây Giang để cho bà con tiếp cận và nhắc lại cho bà con những cái văn hóa mà khi về với đồng bào người Kinh người ta bị thất lạc, gắn với phát triển cái du lịch cộng đồng. Thì có thể nói là sau khi đầu tư cái mô hình điểm của An Lăng Như thì đã thấy rằng là nó đem lại hiệu quả. Hòa Vang là đang nhân rộng cái mô hình ở An Lăng Như. Hòa Vang có trên 1.200 đồng bào cơ tu sinh sống ở thôn Phú Túc, xã Hòa Phú và hai thôn Tà Lăng, Giàng Bí thuộc xã Hòa Bắc. Người cơ tu vẫn còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, thể hiện trong tất cả các mặt đời sống xã hội. Từ những giá trị văn hóa của địa phương, nhiều khu điểm du lịch khác trên địa bàn huyện cũng đã chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng thành lập một làng du lịch cộng đồng văn hóa mang tên Tum Sarafest để hỗ trợ giúp người cơ tu làm du lịch sinh thái cộng đồng. Nơi đây phần nào tái hiện lại các phong tục truyền thống của đồng bào cơ tu để giới thiệu đến du khách. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, phân kỳ giai đoạn và khu vực phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025 ưu tiên theo thứ tự như sau. Cụm du lịch cộng đồng Tà Lăng, Giàng Bí, xã Hòa Bắc sẽ phát triển loại hình du lịch không gian sinh thái văn hóa dân tộc người cơ tu, kèm các dịch vụ trải nghiệm sinh hoạt của người cơ tu. Để cho đồng bào hăng say hơn và có ý thức hơn trong việc bảo tồn và phát huy, thì nếu chúng ta tổ chức được cái không gian về du lịch và để thu hút được mọi người đến vừa tham quan nhưng vừa góp phần để thúc đẩy phát triển kinh tế của đồng bào mà thông qua du lịch các dịch vụ để chúng ta phát triển kinh tế, thì có thể nói là du lịch gắn với văn hóa thì nó luôn luôn là đây là thế mạnh. Việc bảo tồn và phát triển văn hóa cộng đồng người cơ tu được Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang thực hiện thường xuyên hơn 20 năm qua. Nhưng có thể nói, kế hoạch về bảo tồn và phát triển văn hóa cộng đồng người cơ tu thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020 là cơ sở để chính quyền huyện Hòa Vang làm tốt công tác này. Và tiếp theo là đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Có thể khẳng định, bảo tồn văn hóa cơ tu gắn với phát triển du lịch nhận được rất nhiều sự quan tâm từ chính quyền đến doanh nghiệp và đặc biệt là chính đồng bào cơ tu. Ở đó còn có cả khát vọng của người đồng bào cơ tu từng bước đưa Hòa Bắc, Hòa Phú trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn dựa trên nền tảng văn hóa đầy bản sắc của mình. Bởi muốn bảo tồn văn hóa của đồng bào thì không có cách nào tốt hơn là để các giá trị đó sống trong cộng đồng.